Mến chào các bạn, thì hôm nay là ngày chủ nhật thì cũng có hơi rảnh rỗi một chút ha. Thì mình lập một cái trường quay để mình sẽ review cái con máy này, không phải review gì, để mình quay lại mình rã thử cái con máy này ra thử coi. Thì nó là một cái máy cắt bê tông của hãng này, là cái hãng này là hãng của nước nào ta? Đức, Mỹ gì đó không biết. Đó. Thì hãng Wacker này chắc của Mỹ quá. Thì nó có cái máy này, nó có cái tiêu chuẩn chống độ ồn DBA này của Australia ha. Rồi một con máy này mang ký hiệu là BTS 930, loại máy này cũng khủng á. Nồng độ khủng lắm. Con này nếu mà giá thị trường của nó thì nếu nó ngon lành đàng hoàng thì không bao giờ dưới 3 triệu. Nhưng mà nó bị cái tình trạng là chắc do máy tay là sử dụng như thế nào thì máy rất còn mới, nhưng mà bộ hơi quá kém. Đó. Bộ hơi quá kém, mình giật nó vẫn nổ, nhưng mà có điều có cái là nó yếu. Thì bây giờ mình rã ra xem thử xem có khắc phục được không. Nếu không khắc phục được thì dục. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái máy lên trên cái dàn chân này ha. Đây là một cái chân quay Slick Grandmaster, rất là hàng, rất là hệ ha, hàng hệ và hàng hiếm đó, rất là hệ. Rồi bây giờ mình gắn lên trên chân ha, để mình bắt đầu mình quay, mình rã ra thử ha. Rồi ở cái tọa độ quay vậy thì mình thấy cũng ok rồi ha. Đó, bây giờ đầu tiên là mình sẽ tháo cái này ra. Đó, mình nói nếu không khắc phục được thì dục. Cái này chắc có lẽ là nó đây là tháo cái cần ra quá, mình thử coi phải không, hay là con ốc này cứ tháo thử đi, chắc nó phải có một cái khớp nối nó chắc chắn chứ đúng không. Đây, nó phải có một cái khớp nối nó chắc chắn chứ đúng không, chả lẽ nào mà nó đơn giản như vậy. Đúng rồi, đây chính xác nó luôn. Tháo này ra là hạng này ra, ở đây là chỉ có cái này là để tăng đưa mà, tăng giảm thôi ha, tăng giảm thôi. Dục ra đây, dục ra đây. Ở đây thì mình thấy nó có một cái sợi dây, một cái bu ly dây cura nè ha. Cho nó rớt này ra đi. Cái cần này để làm gì ta? Một cái công tắc mà để nó đóng mở giống như cái nồi vậy. Cái phần của em nó đây thì mình thấy là toàn lục giác không ha. Nó toàn xài. Đây thì nó có một cái lọc gió nè. Mình nghĩ là lúc mà khi mà nó làm việc đó, khi mà người ta làm việc người ta tháo cái này ra, người ta tháo cái nắp này, có thể người ta tháo nắp này ra cho nên khí nó luồn bụi vô đây mà nó hít vô trong máy, nó làm cho lỏng nòng đó. Thì nếu mà cái này mà nó bỏ cục mút dưới này thì hay quá ha. Bước qua bên này đi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo thử này ra ha. Cỡ nào đây? Cỡ này không? Đâu mà nhỏ gì vậy? Nhỏ hơn nữa. Nhỏ xíu à. Xài qua thị, nhỏ chút à. Rồi. Tháo từng bộ phận ra rồi.
không khắc phục được thị dục. Chắc cũng vặn tới vặn luôn đây, thấy cái rớt nguyên một cái cục này ra, đây là tới đầu nòng rồi. Bung ri đây, bộ lửa đây. Giờ lấy cái gì ra, dưới đây là bình xăng con, bình công tắc, lọc gió, để nó tháo hết ra, giờ mày ra luôn đi. Ôi xa, hơi chua nha. Hết ra, thử ra. Xong bỏ bao tính ra xài lục giác qua thị này, nó ốc nó gọn dễ mở và nó chắc. Dính luôn với cái máy. Cứ tháo từng phần một rồi nè. Rồi mình mới tháo thử cái đầu nòng bạc bê tông ra xem thử xem đồng nòng nó như thế nào ha. Tháo tới đây thì chắc có thể tháo đồng nòng ra được rồi. Nó có một cái nồi, có một cái nồi chuông của lên sợi Cora nè, nồi ba em mới ra này. Tại nó bung ra, tại nó bung ra, bung ra nó kéo ra sau đó ra sao ta tiếp tới sao ta tháo luôn.
quay phim, quay phim, quay phim. Đúng rồi, trời, mình ngao ngơ quá. Đúc lên đây, đúc cái này xuống là vặn được rồi. Rồi. Đóng đường dây ra trước đi cái này. Chặt quá. Đây nó có một cái ốc để xả gió nè, tại vì đầu nòng nó lớn nè, nó nặng, nó cần phải có một con ốc để xả gió. Rồi. Chắc phải lấy cái cổ này ra quá. Bình xăm con nó có một cái cổ hơi nó nối xa vô đây, mình lấy tô vít nhỏ nhỏ.
đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi các bạn. Đây đầu nòng đơn giản vậy thôi. Ôi, bạc mòn quá hết. Có một cái lá bạc duy nhất nha. Ở đây nó có một cái để chặn này nè, chặn lá bạc này nè, chốt để chặn lá bạc này nè. Ôi trời ơi, cái bạc nó còn cỡ này sao mà nổ. Nó hơi chắc thay lá bạc là chạy được. Để mình đi mua thử lá bạc về gắn vô thử coi là có hơi là chạy à. Lửa mít đồ đầy đủ, chỉ có thiếu đúng mỗi tháo bê tông, ra thay lá bạc này để đánh dấu chứ chập hồi quên. Cái này là đây là điều hướng lên trên ha. Đó, lên trên rồi tháo đi, mình kiếm lá bạc mình gắn vô thử coi. Mình vô thì chắc có lẽ là nổ ok đó, là chạy ok đó, mà không biết có mạnh không. Đơn giản người ta. Rồi các bạn hãy chờ mình ở phần mà mình tháo bít tông ra mình thay lá bạc ha. Để coi bây giờ cậy bít tông ra được không. Rồi, giờ vô lấy cái càng. Thôi, tạm ngừng đi. Giờ mình đi kiếm lá bạc đã. Thay lá bạc đã. Đi ra cây mua lá bạc.